Xin chào mọi người, hôm nay công ty tự động Trường Gia giới thiệu mọi người về HMI Delta 7 inch. Thì trước mặt mọi người đây, đây là con HMI 7 inch, có mã là W07S411. Thì chức năng của nó giống như con W07S411. Thì nó cũng như con B07SS411. Thì nó có điều đặc biệt hơn là nó sẽ được hai cổng com để chúng ta có thể điều dùng một màn hình này điều khiển hai PLC cùng một lúc. Đây là cổng để chúng ta nạp chương trình, thì chúng ta sẽ cắm cọc, chúng ta sẽ dùng cáp máy in, chúng ta sẽ cắm vào đây để truyền dữ liệu từ máy tính sang màn hình. Và đây là cổng USB để chúng ta có thể đưa dữ liệu từ màn hình sang sang USB dưới dạng file Excel. Và đây là nguồn của chúng ta sử dụng nguồn 24V DC. Từ trái qua thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta sẽ đưa là 24V cộng, 0V và mát. Và đây là cổng để đây là chỗ để chúng ta chứa pin và lỗ cắm system để chúng ta thể nâng nâng cấp màn hình lên. Thì khi mua chúng ta cũng sẽ được đi kèm theo đó là những jack jack để chúng ta nối màn hình với tủ, và cổng cáp để chúng ta cắm nguồn vào. Và nhà sản xuất cũng đã có ghi trên đây cho chúng ta 24V, 0V và mát. Thì với màn hình này chúng ta cũng sẽ được đi kèm theo đó là bản hướng dẫn để chúng ta có thể hàng chương chuẩn để PLC nối với màn hình. Đây. Với RS232 thì RX chúng ta sẽ đưa vào 2, TX chúng ta sẽ đưa vào 3 và dây chống nhiễu đây. Và còn RS485 với công ba thì bốn năm cộng chúng ta sẽ đưa vào 4, 45 trừ chúng ta sẽ đưa vào 9 và cũng sẽ có dây chống nhiễu luôn. Thì chúng ta thì các PLC khác thì chúng ta cũng sẽ dựa như vậy. Còn với RS422 thì TX chúng ta sẽ đưa vào X cộng, chúng ta sẽ đưa vào 1, RX cộng đưa vào 4 dây chống nhiễu, và test trừ chúng ta sẽ đưa vào 6, rồi chúng ta rồi trừ chúng ta sẽ đưa vào 9.